Xin kính chào bà con, chào mừng bà con và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của Trung tâm Cây giống Tam Đảo. Ngày hôm nay tôi lại có thời gian để tiếp tục làm một video ngắn để giới thiệu cho bà con về cây giống cây lâm nghiệp, một trong những loài cây đang được rất nhiều bà con quan tâm và lưu ý đến, đó chính là cây giống gỗ hông, cây hông hay chúng ta còn gọi là cây nhập khẩu đấy ạ. Thì hiện nay hông là một trong những loài cây lâm nghiệp gỗ lớn, chúng ta trồng thu hoạch gỗ của nó rất là to. Và đặc biệt là cái cây này nó lại lớn rất là nhanh, lá lớn phát tán rất là nhanh. Chính vì vậy được nhiều người yêu thích, và trong khi đó cái đầu ra của cái cây này cũng khá tốt. Thì tuy nhiên cái cây giống thì nó trồng nó phải được đảm bảo là cái trong cái thời gian làm giống thì phải đảm bảo những cái cơ sở trung tâm cây giống nó đủ trình độ thì mới có thể làm được cây giống. Còn không ở những trung tâm cây giống nhà vườn nhỏ thì làm cây giống này rất dễ bị lấm và chết. Đó, đây là toàn bộ quy trình chúng tôi đang nhân giống và phát triển cây giống gỗ hông. Hiện nay tại trung tâm cây giống có khá nhiều công nhân đang hoạt động và chuẩn bị làm giống để vào vụ trong năm 2022. Bà con có nhu cầu mua cây giống thì hoặc liên hệ hỗ trợ kỹ thuật về trồng cây thì cứ liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo số điện thoại chúng tôi đã để bên dưới màn hình, hoặc trực tiếp theo đường dây nóng Ad Zalo để được hỗ trợ tốt nhất về kỹ thuật trồng cây cũng như là quy cách chúng ta trồng cây và cái phương thức vận chuyển cây giống như thế nào. Đó, nhớ ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi ngày một phát triển và đem lại nhiều thông tin hữu ích cho bà con về các loại cây giống lâm nghiệp, cây dược liệu tại trung tâm cây giống Tam Đảo. Và còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại bà con trong những video tiếp theo. Và đây là cây hông, có chiều cao trung bình từ 12 đến 20 cm, lá khỏe, cây bầu 6 bầu 8. Chúc bà con có một ngày vui vẻ, xem video hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại bà con.